Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy ha. Hôm nay thì có lẽ lôi một con máy cưa nha anh em. Còn lại là 14 cắt cỏ ha. Cỡ này cưa nó hơi bị ít anh em ơi. Bởi vậy lên lẳng mẳng ngày 1 cây 2 cây nha. À, lô hôm nay lô chữ H ha. Từ con H1 cho tới con H14 nha. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này em có dùng Zalo luôn ha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Là hàng tới nơi, anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test nổ thử. Thì do tính chất bên vận chuyển là người ta sợ cháy nổ, cho nên là khi mà hàng đi là người ta bắt buộc phải đổ xăng nhớt cho hết nha anh em. Cho nên khi mà shipper người ta gọi giao hàng, anh em mình nhớ là chuẩn bị xăng nhớt sẵn để mình thử hàng ha. Thì máy là máy hay thì, cho nên là mình chuẩn bị xăng pha nhớt là nhớt 2T anh em. 1 lít xăng mình pha 40cc nhớt để mình thử hàng mình dùng luôn. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Ở gần dốc cầu Cái Ha ha. Anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nhớ bấm giùm em ha, vì nó là miễn phí nha, nó không có mắc gì hết trơn á. Rồi, em vô con cái hôm nay em có cái đầu máy đó nha anh em. Cái đầu là Mitsubishi T140 nha. Này là Mitsubishi T140. Con này nòng là 32 ly ha, nó 23 cc nha. Bình xăng lớn là siêu to nè, đúng như cái tên nó luôn là bình xăng lớn ha, là nó lớn luôn. À, con này thì máy bên em đã cho thợ nó làm nổ rồi hết trơn luôn rồi nha. Giờ chỉ việc là anh em xài thôi. Đi kèm theo máy thì em có tặng thêm cho mình cặp bố nè. Thì ở nhà anh em nào đã có cái bộ cận thẳng á thì anh em lắp vô anh em xài luôn, còn không thì anh em có thể lắp vô cái bộ xịt thuốc cũng được ha. Đó, tại vì tâm của này là tâm 260, tâm nhỏ nha anh em. Máy thì ngon lành cành đào hết rồi nha. Về chỉ việc là anh em bắt cặp bố vô thôi. Cặp bố thì ở đây em cho thợ nó bắt luôn cho. Rồi về anh em việc là anh em xài thôi ha. Rồi cái đầu máy này 900.000 em bao ship cho mình nha. Rồi con H1. H1 của này là con cưa Shinewa 1038 nha anh em, đời Shinewa số 4 số ha, đời mới á. Con này thì anh em thấy đó chụp giật cho lực nè, cho nên anh em thấy thật cái thằng thợ giật máy giật rất là nhẹ luôn nha anh em. 40 ly 38cc nhưng mà giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn ha. E gió con này thì nó là e gió tự động nè. Đây. À, mình kéo ra đóng e ha, mình nhìn lên ra tự động nó nhảy vô nó mở cho mình luôn. Tem mát đầy đủ nha anh em, 1038 ha. À, con này thì kết hợp nó là có tay phanh luôn. Rất là an toàn cho anh em khi sử dụng luôn ha. Ví dụ như anh em leo chèo này kia đó rất là tiện luôn nha anh em, nó an toàn cho mình ha. Ồ, con này mặt trước đẹp nha anh em, mặt trước có chóc bên còn bên đẹp nè ha. Đó, con này hay ở chỗ là cái lam platin luôn nha. Đây, lam platin còn ngon luôn nha anh em. Platin này là dạng platin dày ha, cho nên là anh em xài rất là lâu nha. Xài được rất là lâu luôn. Đây, trợ lực nha anh em. À, chỉnh ốc cầm tì lớn xíu. Này gắn tì hơi nhỏ ha, chỉnh lên xíu. Dòng thôi. Rồi ok. Trợ lực nha anh em, cho nên giật rất là nhẹ ha. Rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Đó, áo anh em nhìn nè, đỏ ken sa ban luôn, tem mát thì đầy đủ cho mình hết luôn nè ha. À, tem nhôm còn đủ rồi nha. Đó, nòng 40 ly 38cc nha. Máy cưa thì em tặng kèm cho mình là 4 món phụ tùng. Một cái vũ xích, một tiếp mở bugi, một cái bugi và một cái bao lam. Riêng con này anh em chốt em sẽ tặng kèm thêm cho anh em một bộ xích mới nữa nha anh em. Ở bộ xích zin theo máy em để nguyên, còn tặng thêm cho anh em bộ xích mới nữa ha. Rồi con H1 này 3,1 triệu nha anh em. Tiếp theo là con H2. Quá chừng cái hơi luôn anh em, hơi giật kéo cũng không nổi luôn á nè.
quá trời cái hơi vậy luôn ha. H2 là con Chogen nha, con này nồng 30 ly, nó 20cc, một dạng máy nhỏ cho anh em phù hợp dùng gia đình ha, cắt cỏ vườn, cỏ nhà này kia rồi nha, nó nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Bình xăng con này thì nó là hai kim mới nha, còn bình xăng lớn là bình zin theo mình nè. Con này thì nó có cái khung bảo vệ bình xăng lớn cho luôn, cho nên là rất là đảm bảo chắc chắn cho anh em luôn ha. Tum liền, tum nhôm nha. Đây, công tắc thì nó là công tắc ắn nè, tay lấy đôi ha, gai giữ nha. Ốc nè, bốn con nó còn rất là sáng, rất là đẹp luôn nha, đỏ như mới luôn ha. Láp đầu bò zin nha, con này là kéo cái hơi là khỏi cần kiểm tra máy đâu, anh em cũng biết hơi hơi mà anh em dội ngang vườn. Đó, dịch hơi không luôn nghe nè, quá chừng cái hơi nó dậy luôn ha, nó còn như mới luôn gì đó. H2 giá 1.200.000. H3 là con Tanaka vượt sau nha, gọi là Tanaka vượt sau là do thứ nhất cái tên là tên Tanaka, cái chụp vượt nè nó nằm phía sau cái tum, cho nên ở đây thì tụi em gọi là Tanaka vượt sau, còn không thì anh em mình gọi là Tanaka mặt phẳng cũng được. Con này hình thức thì máy là nguyên zin 100% cho anh em nha, bình xăng con zin một kim quanh gồ luôn ha, nghe tay đỏ tự động luôn đó, mình đóng em mình lên ra tự động nó chảy vậy nó mở luôn. Bình xăng lớn là bình zin theo máy, chân chống bình xăng thì còn đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Máy là đầy đủ mọi thứ zin hết, chân chống là còn đầy đủ luôn. Tum gời nha, công tắc là công tắc ắn nè, tay lái thì nó là tay lái đôi ha, gai giữ nha, láp chắn cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn, tem mát đầy đủ luôn ha. Ở máy thì có 1.1 triệu thôi anh em, nồng 30 ly 20cc. H3 giá 1.100.000. H4 H4 là con Hikuki, nó giống như Hitachi vậy đó, nhưng mà cái tên của nó hiện nay đã là Hikuki ha. Con này nồng 35 ly, công suất của nó là 27cc nha. Chụp giật là trợ lực cho mình luôn nè, anh em thấy giật rất là nhẹ nhàng luôn. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy cho mình luôn ha. Con này thì chân chống bình xăng thì còn đầy đủ cho mình luôn nha. Đây, đó, chân chổi bình xăng giúp cho bình xăng mình không bị chạm đất. Tum liền, tum nhựa nha, tem mát thì còn đầy đủ nè, Hikuki. Tay lái thì ta lấy đôi, ga thì con này nó là ga bóp nè, bóp này là bóp zin hay còn gọi là bóp mỏ dịch đó. Công tắc thì nằm trên tay cho anh em luôn, cái việc mà tắt mở máy thì rất là tiện như mình luôn nè ha. Láp đầu bò zin nguyên bản đầy đủ cho anh em hết luôn nha, con này là trợ lực mà được cái là zin nguyên bản, tay ga bóp nữa ha, gọi là rất là xịn sò. H4 giá 1.500.000. H5 là con Maru 20, nồng con này là 30 ly 20cc luôn ha. Điểm nổi trội nổi bật nhất mà anh em cũng có thể thấy là cái dàn áo phía ngoài còn rất là mới luôn, mà nó lại màu đỏ nữa ha, nhìn rất là nổi bật luôn. Con này anh em nào mà ít dùng nó mua mà lấy cho có đâu đâu sạn lặn đó thì lấy con này phải gọi là cực kỳ mới luôn nha. Bình xăng con là bình xăng con zin một kim nha, bình xăng con quanh gột, bình xăng lớn con này cũng là bình zin theo máy luôn ha. Cao su chổi bình xăng nè, giống như cái chân chống bình xăng luôn vậy đó, thì còn rất là dày, còn đủ hai cục cho mình luôn. Rồi trong lốc nó có dập nha anh em, dập số seri, đập tên máy đâu này kia rồi ha. Lốc thì còn rất là đẹp. Tum liền, tum nhựa nha. Đây, đó, tum rất là sáng luôn ha. Công tắc ắn nè, áo đỏ tum sáng. Tay lái đôi, gai giữ ha,
lát trắng cỏ đầu bò zin cho mình hết luôn nha. Đây tem mát đầy đủ cho mình luôn. Đó, con này là zin nguyên bản hết trơn luôn. Hơi thì giật cũng còn rất là ngon nha. H5 giá 1.300.000. H6 là con Kawasaki, con này là TH23, nòng con này là 32 ly 23cc, còn không thì anh em gọi giống cái tên nó là Isaki cũng được luôn nha. Đó, tại vì thường thì bên em quen cái dòng TH thì bên em gọi là Kawasaki không mà, còn tem dán Isaki thì anh em mình có thể gọi đúng cái tên cũng được ha, Isaki. Con này bình xăng con zin một kim quanh gồ cho mình luôn nha, bình xăng lớn thì nó đã thay mới ha. Con này thì hình thức thì nói chung là nó xấu đó, nó không được đẹp đó, nhưng mà về cái hình thức máy móc là em bao cho anh em chạy ngon lành luôn nha. Dòng này nó lại chạy rất là bền nữa. Rồi, tum liền, tum nhựa nha. Công tắc ấn nè. Tay lấy đôi gai giữ ha. Công cái cụm đó nè, cụm nước sơn còn nguyên zin luôn nha anh em, còn rất là đẹp luôn ha. Còn nước sơn luôn. Láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình luôn nha. Láp anh em nhìn tem còn đủ hết luôn nè ha. Đó, tem đủ hết luôn nha anh em. Đó, máy thì em bao anh em ha. Bên ngoài thì có thể xấu nhưng mà máy móc bên trong là bao anh em ngon lành luôn. H6 giá 1.450.000. H7. Là con Tanaka hai chống ha, thì cái tên của nó là tính xác là Tanaka, nó có hai cái chân chổi dưới bình xăng nè, cho nên mình gọi là Tanaka hai chống nha, để phân biệt với những dòng Tanaka khác nè, tại vì cái thương hiệu Tanaka nó rất là nhiều hình thức máy luôn, cho nên nói Tanaka không thì không biết được, mà phải đặt cái, phải có cái tên riêng của nó để khi mà mình nói cái tên máy là biết cái hình thức máy luôn. Nòng 32 ly 23cc, chụp giật trở lực nè, ở bình xăng con là bình xăng con quanh gồ zin luôn, e tay đỏ tự động ha, rất là xịn sò luôn. Ở bình xăng lớn này thì thay mới anh em, do bể ha, do bình xăng zin về nó bị bể á. Rồi tum liền, tum nhựa nè, đây tum cũng là tum zin theo máy, nước sơn đỏ ken xà beng luôn. Suzuki máy nè, 174233 ha. Công tắc ấn nha, rất là dễ sử dụng luôn. Ta đây đôi ga giữ ha, lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn, chụp giật trợ lực nha anh em, mà cái bình xăng con là quanh gồ nữa, nhẹ giật mà rất là nhạy nổ luôn. H7 giá 1.400.000. H8 này Kawasaki ha, TG25 nha. Nòng 32 ly 25cc ha. Dòng này thì em nói với anh em nó khỏe là ngang ngửa thằng Echo khủng long ăn cỏ luôn á. Tại vì nó 32 ly nhưng mà công suất nó tới 25cc lận. Bình xăng con thì nó là hai kim mới ha. Bình xăng lớn là bình zin nha. Con này thì cái bình xăng nó có khung bảo vệ nè, em thấy không? Đó, khung bảo vệ bình xăng này ha. Đây. Tum gài, tum nhôm nha. Trong lốc là nó có chập mắt zin da băng cho mình luôn. Đó, cái chữ Made in Japan nó còn đầy đủ rồi nha anh em, cũng rất là dễ nhìn luôn nè ha, dập là dập nổi luôn nha. Đó, tum nó là tum gời, tum nhôm nha anh em. Đây, tum này tum 260 luôn nè ha. Anh em có thể tháo gời ra, xịt thuốc, chế cháo hay đậm gì cũng được, tại vì nó 260 cái tum thông dụng nhất. Công tắc gạt, lên mở, xuống tắt. Thì cái này anh em nhớ nè, mình gạt xuống tắt rồi thì mình mới gạt lên mở. Cái này nhiều khi nó dễ quên lắm. Ta lấy đôi, ra giữ ha, lắp đầu bò zin cho mình luôn nha anh em. Đây ở dưới có cái khung bình xăng rồi, bây giờ anh em cà nè. Đó, thoải mái vô tư ha, không có sợ bình xăng bị bể. H8 giá 1.550.000. H9.
con cơm 23 ha, lòng con này là 32 ly, 23 cc ha. Áo thì bao đẹp luôn anh em. Áo nè. Nước sơn nhìn rất là mới ha, với lại cái màu nó phối nhìn cũng rất là dễ chịu luôn nha. Đó, áo thì liền lạc không bể vỡ ha, không bị nắm khối luôn nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Bình xăng con là bình xăng con zin một kim quanh gồm. Bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy luôn. Cao su đổi bình xăng hai cục thì còn bao dày cho anh em luôn nha. Đây, phải gọi là còn cực kỳ dày luôn ha. Đó, tâm liền tâm nhôm nha. Ốp eo zin luôn nha anh em, nó còn giữ zin no nè. Thì cái này nó có công dụng tác dụng là khi mà mình cắt cỏ á, thì cái phần này nó tì vào eo nè, tránh tình trạng mà bị đau nè. Dù anh em cắt trong thời gian lâu dài á, nó sẽ rất là đỡ luôn ha, không có bị đau cái phần eo của mình. Bát ga công tắc thì nằm trên tay. Láp cắn cỏ đầu bò zin, cái này nói chung là zin hết cho anh em hết luôn ha. Áo thì còn rất là mới luôn. H9 giá 1.550.000. H10 bây giờ còn quá trời đẹp luôn ha nè. Bây giờ đang còn rất là sáng luôn. HM đây là con cơm ha, nó gắn cái đầu tỉa cành nha anh em. Ở cái đầu tỉa cành thì cái này tỉa cành thì nói chung về anh em coi, anh em lâu lâu anh em kiểm tra cái mỡ bò thôi. Chứ cái lưỡi thì nó tự mài bén luôn à. Anh em khi mà anh em đưa vô cắt á, đưa vô tỉa là tự động nó mài bén luôn chứ không cần phải giũa hết trơn ha. Chỉ cần mình coi cái kiểm tra cái phần mỡ bò thôi. Con cơm này cơm 23 nồng 32 ly 23 cc ha. Chụp giật trở lực luôn, kéo giật rất là nhẹ ha. Áo thì giống như con H9 hồi nãy á, còn rất là mới luôn nha. Màu đỏ mà còn mới nữa cho nên còn rất là đẹp. Đây. Bình xăng con là zin một kim nha. Bình xăng lớn này cũng là bình zin luôn nha anh em. Bình xăng này ken sò ben như chưa đổ xăng luôn nè. Bởi vì hai cục cao su còn nguyên luôn nè ha. Bình xăng thì còn mới chát luôn. Cái này lơ mơ là nhiều anh em nói là bình xăng nhìn không kỹ rồi đó, bình xăng mới liền. Tại vì nó còn quá trời đẹp đi ha. Mà bình xăng là bình xăng zin theo máy nè, nhớ lưu ý nha, bình xăng zin nha. Cái nào là em thay thì nó thay, còn nào zin thì em sẽ nói zin ha. Rồi, công tắc nằm đây anh em. Đâu rồi, đây công tắc ở đây. Ở trên cái láp ha. Láp là công tắc với lại cái vách ga thì nằm trên láp nè. Tại đây đờ nè. Ở tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa nha. Tâm thì cũng rất là sáng ha. Trợ lực lớn luôn nha anh em, trợ lực là so gì anh em thấy giật không? Rất là nhẹ nhàng. Cực kỳ nhảy nổ luôn. H10 giá 1.600.000 ha. H11 H11 là con Maru 26 nha, nòng 34 ly, 26 cc ha. Áo màu xanh lá cây nhìn rất là tươi luôn. Đây, nhìn rất là tươi luôn ha. Bình xăng con là zin một kim nha, quanh gồ ha. Bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy nè. Đây, hai cục cao su là còn đầy đủ luôn. Đó. Trong lốc là có nhập mắt in da băng luôn nha anh em. Đây. Đó, mắt in da băng ha. Đặc biệt con này nó là tâm gời, tâm nhôm, tâm 260 luôn nha anh em. Đó, anh em có thể tháo gời ra chế cháo cũng được, chỉ cần úp vô thôi. À, tại vì tâm là tâm thông dụng nhất luôn rồi. Công tắc ấn ha, không cần phải chế gì hết á, chỉ cần tháo cái đầu máy ra, muốn làm thì làm. Xịt thuốc hay là độ nhông chuyền qua chạy xe cũng được nữa. Rất là tiện luôn. Tay lấy đôi, ghê dữ ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin. Con này đầu bò thì nó có thêm cái chén là chống ốc mày mòn cho mình luôn. Dòng Magu này thì bao xài anh em, tại vì nó máy nó chạy từ từ nó không có bị cứng á. Cho nên là chạy thứ nhất là nó tiết kiệm xăng, thứ hai nó bền. Và cái dòng Maru này là cái dòng mà phụ tùng thay thế sau này rất là dễ kiếm luôn. H11 giá 1.900.000. H12
thêm một cái dòng máy rất là châu bò luôn nha anh em ha. Robin sắt nè, nồng 34 ly 26 cc ha. Dòng này cho anh em nào chuyên cắt cỏ thê cỏ mướn á, nhất là anh em cắt cỏ to cỏ bự á, mà muốn con máy xài nó bời nó thư đó thì lấy dòng này cho em ha. Bình xăng con thì nó là hai kim mới anh em, bình xăng lớn là bình zin, với lại được cái áo sắt là xài anh em không có sợ bị hư hao hay bởi dở gì cái phần áo chứ, tại vì nó bằng sắt là chỉ cần là móp méo rồi mình nắng là mình xài tiếp luôn, đó là mình đỡ được cái khoản tiền nữa. Rồi tôm gờ tôm nhôm luôn này nha, đây đó, công tắc là công tắc ấn nằm bên dây gà đây ha, nè công tắc ha. Rồi tay lấy đôi ga giữ nha, lắp đầu bò đầy đủ luôn nha anh em, lắp thì anh em nhìn nè tem má nó còn đủ hết luôn đó, NB26 ha. Áo này là nguyên màu vàng hết luôn nha, áo vàng tôm vàng như mình luôn đó. Có này thì vô cái bình xăng con là hai mới thôi, còn lại mọi thứ đều là zin của máy về luôn nha anh em, chỉ có cái bình xăng con về nó bị mắc cho nên phải buộc phải thay đây ha. H12 giá 1.700.000 nha anh em. H13 13 là con Komatsu G3K anh em. Hệ này mà anh em nào mới xài máy cũng biết, tại vì máy lớn mà nó mới hệ nữa, giá thì nói chung là nó cao quá ngưỡng, tại vì nó là máy hệ mới biết mà anh em. Nồng 36 ly 33cc ha, con này tum lớn nha, 33cc nhưng mà tum lớn. Bình xăng con là bình xăng con hay kim zin luôn nè, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng cho mình luôn. Máy lớn mà được tiết kiệm xăng nên thì nó cũng được một cái khoản chi phí cho anh em nữa ha. Rồi bình xăng lớn này thì thay mới rồi ha, trong đốc này nó có dập cái gì nè, đây dinh no, còn với mấy cái số thông số máy rồi nha nè, còn cái dinh no ha, dinh no Komatsu. Đây tum g, tum lớn bố lớn nè, tum 330. Công tắc thì anh em nhớ công tắc gạt nha, nó có chữ on off đó, lên là on là mở nè, xuống off là tắt ha, nhớ gạt tắt rồi thì nhớ gạt mở nha, đừng hơi quên đó. Ta đây đôi ga giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin nha nè, máy lớn bình xăng dưới mà được hai kim nữa cho nên chạy cũng rất là tiết kiệm xăng cho anh em nha. Tiết kiệm xăng theo cái kiểu là công suất của máy thôi ha, tại vì nó 36 ly tất nhiên nó phải ăn xăng hơn 34 ly rồi, cái đó là điều hiển nhiên nha em. Nhưng mà so sánh với cùng công suất ngang ngửa thì thằng này bình xăng dưới là nó hai kim thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn so với thằng cục phân khúc ha. H13 giá 3 triệu nha. H14 14 là con Kawasaki TD33 này ha, nòng 37 ly nè, con này cũng 33cc, cũng là máy tum lớn bố lớn luôn, nhưng mà khác cái là máy bình xăng trên, xăng ở trên sẽ đổ thẳng với bình xăng con luôn, cho nên chạy nó sẽ khỏe hơn, rong hơn, thì tất nhiên khỏe hơn, mạnh hơn thì tất nhiên phải ăn xăng hơn rồi nha, cái này là cái điều hiển nhiên nha anh em. Đó, cho nên là anh em nào có nhu cầu cắt cỏ cứng, cỏ bụi, nhất là anh em chuyên phát cỏ gừng, phát nương, phát gãy gì đó thì lấy con này ha. Bình xăng lớn là bình zin luôn nha, nó còn chữ mắt in cho băng cho mình nè, cho bình xăng luôn. Bình xăng thì nó hơi ngã vàng nhưng mà vẫn còn xài rất là tốt nè, còn rất là cứng cáp luôn ha. Bình xăng trên thì nhớ lưu ý giùm em, khi mình sử dụng thì mình mở bình xăng nè, còn mình không sử dụng nữa mình phá bình xăng lại giùm em ha, nhớ giùm em cái chỗ này. Và ở đây thì tụi em cũng đã gắn cho mình cục lược xăng luôn rồi, do xăng ở trên đổ thẳng xuống cho nên phải gắn cục lược xăng cho mình. Tum g, tum lớn bố lớn, tum là tum 330 ha. Công tắc ấn nè. Đó, lắp thì lắp xoay được 360 độ rồi, lắp bắt cứng ha, thì chỉ việc là anh em giả lỏng cái này ra nó xoay nè, còn không muốn xoay thì anh em siết cứng cái này lại, đơn giản vậy thôi ha. H14 giá 1.800.000 nè, H14 nha, 1.800.000. Cuối cùng H15
H15 là con ba lô ha, đầu lưng Tanaka, nòng 35 ly, công suất 27cc ha, máy bình xăng trên nè, giống như con H14 đó. Thì khi xài thì mình mở bình xăng, còn mình không xài thì mình khóa bình xăng lại giùm em. Đặc biệt cái dàn ốc khung bằng của nó bằng nhựa cho nên nó rất là nhẹ luôn, và nó có hai cái điểm khớp cho mình nè, là cái chỗ này là cái vật lưng và cái này là sống cổ nè, ở hai cái điểm mà anh em hay dễ mỏi nhất đó, thì nó lạnh hai cái chỗ điểm lưng luôn, ở điểm lưng với điểm cổ này ha, nó rất là cẩn thận cho mình luôn. Hay cái nữa là bằng nhựa nè, cho nên rất là nhẹ ha. Tum là tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. Nếu ở nhà anh em đã có bộ cần thẳng rồi thì anh em có thể tháo rời lấy cái đầu máy nè, gắp cho bộ cần thẳng xài cũng được, còn không thì gắp xịt thuốc cũng được luôn ha. Nó hay là ở chỗ đó nó đa dụng, đa tiện, đa năng. Rồi, Made in Japan ha, Tanaka Made in Japan. Tay ga con này là tay ga bóp nha. Nè, ga bóp ha. Đó, phía ngoài là cái phía là bảo vệ cái bách ga được bị gãy nè. Để dù khi mình để thẳng lỡ gỡ tay gớt xuống anh em ha, thì cũng có ngày nó chịu nè, không có bị gãy cái bách ga. Rồi, công tắc ha. Tay lái, đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha. Con này cái bình xăng lớn này thì thay mới rồi ha, còn lại thì zin cho anh em hết. H15 giá 1.800.000 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.